Cô ba chào các con nha, cùng đợi gia đình nha. Buổi chiều hôm nay là cô ba tiến hành đứng bánh tráng Đà Lạt nha con. Cái này là mình đi Đà Lạt rồi mình mua rồi mình đứng mình nhìn thấy rồi mình về là mình nướng thử ha các con ha. Đó, bây giờ nướng bánh tráng nè, cũng là con rốt. Bây giờ cô ba chuẩn bị trái đổi nè. Thành tươi, 10 cái trứng gà, với xúc xích, phô mai, tương ớt, còn súp bayonet gì nữa đó. Dưới đây là bánh tráng nè con, bánh tráng nướng, bánh tráng mè nè. Kiếm quá chừng mới có được các con, ngon ghê chưa. Rồi ở đây bây giờ còn hành phi nữa nha con nè, với lại ớt sả tế, nhưng mà sợ cô không xài ớt sả tế quá, ớt sả tế sợ cay mấy bé ăn không được nha. Bây giờ có tiến hành cô làm nè, cô phi cô cháy tỏi nè, bỏ tỏi vô nha. Này kiểu mình cháy con ruốc nha con. Chắc cô làm lửa thôi, không làm hết. Phải sao làm hết luôn đi. Chờ lại một ít để cụ bơ cụ bạch. Rồi bắt đầu đảo đèn pin gia vị vô nha các con nha. Nửa muỗng cà phê Arigon hả con? Nửa muỗng bột ngọt nha con. Nửa muỗng cà phê hả? Tí xíu đường, dư đủ chấm đũa đường con, tí xíu muối nha con. Rồi cô chỉ xào tí xíu dầu thôi cho nó thấm cái chảo được rồi. Mỗi thứ gia vị là không được nửa muỗng cà phê nha con, mỗi cái một chút dằn vô. Các con hành phi bữa của ba thắng đó các con, ngon quá trời ngon luôn. Bữa nay mình nướng bánh cán này ngon cực kỳ. Rồi
Ba chào các con nha, cùng đợi gia đình nha. Hôm nay cô ba nướng bánh tráng Đà Lạt. Có dịp cô ba ra ngoài đó chơi á, cô ba thấy người ta làm chuyên nghiệp, lia lịa cô ba về bây giờ á là cô ba bắt chước cô ba làm. Nhưng mà thật ra cô ba đi kiếm bánh tráng mà bánh tráng bự mà dai để nướng khó có quá con. Nó đưa cô ba bánh tráng này các con. Bánh tráng này tôi nói nó giòn để lên tét là nó bị rách hết, nó đưa rách về sao cô ba nướng. Bắt buộc cô ba phải lấy bánh tráng cuốn nè các con ở nhà nè để ra mình nướng, cho nên cái bánh tráng nó rất là nhỏ. Nhưng mà cuối cùng là mình tiến hành cũng ngon. Trong này là ngon, ngon lắm nha các con. Nãy giờ cô ba nướng nhiều hết nhiều. Bây giờ cô ba mời các con cùng đại gia đình của mình ăn với cô ba cuộn bánh tráng nha. Bánh tráng nướng Đà Lạt nha. Giòn không các con? Ngon. Nó ngon là từ con ruốc, không ai. Củ hành, sốt bayume, tương ớt. Cái này mình làm nó như vậy, nó mình cảm thấy nó lạc lạc, nhưng mà vô cái tương ớt, cái sốt bayume thì nó rất là béo, rất là ngon nha các con nha. Ngon lắm các con. Bánh tráng nó nhỏ quá cho nên mình không thấy trong được cái trong lòng của bánh tráng. Làm gì làm chứ không phải người của mình nướng cũng không bằng người ta đâu con, nhưng mà ngon thì có ngon. Người ta làm rất biết bao nhiêu người ăn. Ngon lắm luôn.
ăn cũng có khăn giấy vào miệng luôn. Cô ba ăn bánh tráng nướng uống này rất là ngon nha con, rất là. Cô ba xin chào các con các cháu đại gia đình nha. Hôm nay cô ba nướng bánh tráng, nói chung là nó không khéo lắm, tại vì nó không phải là nghề nghiệp của mình. Mình chỉ ăn cắp mà đà lạt về mình làm thôi. Nhưng mà những cái ba vị công thức thì nó đầy đủ hết. Nhưng mà nướng lia lịa thì mình làm không được nha các con các cháu. Nhưng mà nó cũng trở thành một cái bánh tráng rất là ngon. Rất là ngon nha các con. Nè, ngon lắm, nhưng mà mình để hơi thì nó mềm. Cực kỳ ngon luôn. Nó cũng đầy đủ hết nha, không thiếu một cái gì nha. Thôi video của cô ba tới đây tạm dừng. Chúc các cháu một ngày vui vẻ. Khỏe, một ngày vui vẻ và khỏe. Thôi cô ba xin chào các cháu nha, cùng đại gia đình của mình nha. Hẹn ngày mai cô ba, cô cháu mình gặp lại ha. Rồi rồi, cô ba xin chào các con, các cháu.